Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm 12 cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật, là bà Maria cũng gọi là Madalena, người đã được trừ khỏi 7 quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Herode, bà Susanna và nhiều bà khác. Những bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta đọc lại hành trình rao giảng về nước trời của Chúa Giêsu được mô tả lại trong Phúc Âm, chúng ta sẽ thấy rằng ngoài Chúa Giêsu là nhân vật chính thì sự hiện diện của các tông đồ là nhiều hơn hết. Điều đó thật là đương nhiên, là bởi vì các môn đệ, các tông đồ này một mặt là những người đã cùng đi theo, ở lại và trực tiếp phụ giúp với Chúa Giêsu trong việc rao giảng về nước trời. Một mặt, các tông đồ cũng là những người mà Chúa Giêsu coi là những trụ cột để Người xây dựng hội thánh của Người. Tuy nhiên, trong đoạn Phúc Âm ngắn mà chúng ta vừa nghe, Thánh Luca thuật lại là bên cạnh Chúa Giêsu còn có sự hiện diện của nhiều khuôn mặt khác nữa. Đó chính là các phụ nữ với vai trò được mô tả như là những hậu phương nhiệt thành đáng quý. Như vậy, nếu tổng hợp lại, chúng ta sẽ thấy một lực lượng khá hùng hậu đồng hành với Chúa Giêsu trong công cuộc rao giảng về nước trời. Đó là 12 tông đồ, là các môn đệ và một nhóm các phụ nữ. Một câu hỏi được đặt ra: nội dung ngắn ngủi của bài Phúc Âm hôm nay chỉ có 3 câu mà thôi, muốn nói với chúng ta điều gì? Hay đơn thuần chỉ là một thông tin bên lề về sứ mạng rao giảng của Chúa Giêsu? Có một bài viết ngắn mang tựa đề Nạn kỳ thị phụ nữ trong xã hội Do Thái, được đăng tải trên báo điện tử Công an Nhân dân ngày 23 tháng 3 năm 2017. Con xin được trích dẫn một vài mô tả như sau. Tác giả viết rằng mặc dù nhân loại đã bước sang nửa cuối thập niên thứ hai của thế kỷ 21, nhưng người Do Thái truyền thống vẫn giữ những quan niệm cổ xưa. Chẳng hạn, trong cùng một công việc, người nữ chỉ nhận được 2/3 mức lương so với những nam đồng nghiệp của mình. Tại các nơi công cộng hay các thành phố lớn, người ta chẳng bao giờ nhìn thấy các tấm pano quảng cáo có in hình các
thiếu nữ, thậm chí là ở một vài khu phố hay siêu thị, người ta còn quy định cả vỉa hè dành riêng cho phái yếu. Người ta ấn định rạch ròi giờ giấc mua sắm dành cho phụ nữ. Thậm chí người ta còn đòi hỏi các nữ khách hàng phải ăn mặc chỉnh chu như là đi dự lễ hội hay đi đến nhà thờ. Các đài phát thanh tư nhân ở Israel, nằm trong khu vực của Do Thái giáo, sẽ không bao giờ phát đi những bài hát do các nữ ca sĩ thực hiện. Thưa anh chị em, từ những mô tả thực tế của bài viết này, ta có thể hình dung được văn hóa xã hội Do Thái thời của Chúa Giê-xu khắc khe như thế nào đối với phái nữ. Như vậy, khi quyết định đón nhận các phụ nữ như những cộng tác viên cho công cuộc rao giảng về nước trời, chắc chắn rằng Chúa Giê-xu phải đối diện với những cái nhìn xa lạ, phải đối diện với những ánh mắt khó chịu của những người chung quanh, thậm chí là nơi các anh em tông đồ đang ở bên cạnh của mình nữa. Tuy nhiên, dường như Chúa Giê-xu muốn mọi người phải hiểu được rằng việc rao giảng tin mừng sẽ không thuộc về một thế hệ, không dành riêng cho một chức vụ, không đặc quyền cho một giới tính nào cả, mà sứ mệnh đó là sứ mệnh của toàn thể giáo hội với đặc tính tông truyền và phổ quát. Trong đó, mọi thành phần được kêu gọi san sẻ niềm vui đức tin của mình cho người khác. Trong đó, từng cá nhân được khuyến khích bằng cuộc sống hằng ngày của mình phải trở nên một chứng nhân cho phúc âm của Chúa Giê-xu. Như Thánh Tông Đồ Phê-rô đã viết rằng, anh chị em chính là những viên đá sống động ở trong ngôi nhà của Thiên Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, nếu đứng trong một góc độ khác để nhìn sự kiện này, chúng ta còn thấy rằng hành động đó là một hành động mang tính nhân văn thật cao. Việc Chúa Giê-xu đón nhận những người phụ nữ này để tham gia vào công việc rao giảng nước trời, như thể là đã trao cho quý bà một cơ hội mới. Và kết quả là những người phụ nữ này đã tận dụng thật tốt cơ hội Chúa đã ban để làm cho đời sống của mình trở nên phong phú và ý nghĩa hơn qua việc phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội, phục vụ công cuộc loan báo tin mừng. Phúc âm ghi lại kết quả ấy bằng một câu rất là ngắn gọn: quý bà đã lấy của cải mình có để giúp đỡ Chúa Giê-xu và các môn đệ. Chúng ta cũng nên nhớ rằng mỗi một lần đến với bí tích giải tội là một lần chúng ta được Chúa gạt qua một bên những ngăn cản của lỗi lầm, của thiếu sót, để trao cho chúng ta một cơ hội mới. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy bắt chước Chúa Giê-xu, sống hào phóng và nhẫn nại với anh chị em của mình qua việc sẵn lòng trao cho anh chị em của mình một cơ hội mới. Con không dám nói là mình làm để cho giống Chúa,
Nhưng chúng ta hãy làm vì Chúa. Vì Chúa như thế nào? Vì Chúa đã ban cho chúng ta quá nhiều cơ hội ở trong cuộc đời này. Người xưa có câu: sông có khúc, người có lúc. Đừng vì một khúc sông vẫn đục mà ta cho rằng cả một dòng sông đen đúa. Đừng vì một thiếu sót nhỏ bé nào đó nơi người khác mà ta nhấn chìm cả cuộc đời của họ. Nên nhớ rằng, cho người khác một cơ hội cũng chính là lúc ta cho chính mình một cơ hội.